lá bếp hay là rau nhíp này, loại rau rừng rất ngon. Lá bếp còn có tên là lá bếp, rau nhíp, một loại lá rừng đặc sản của núi rừng Tây Nguyên. Nhiều vị lão làng cho biết xưa kia lá bếp là món ăn khoái khẩu của loài tê giác, do đó nơi nào có nhiều cây lá bếp là nơi đó có dấu chân tê giác. Từ lâu, bà con người dân tộc thiểu số Tây Nguyên coi lá bếp là cây rau, cây thuốc, còn người Kinh coi đây là một loại rau siêu sạch vì cây mọc tự nhiên trong rừng, cho đọt và lá quanh năm mà không cần sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, cây vẫn phát triển. Lá bếp tròn dài, màu xanh nhạt, lúc còn non màu đỏ hồng, vị ngọt, khi nấu chín có mùi vị đặc trưng ngời. Loại rau này dùng nấu canh, sao với lòng gà hoặc tôm tép đều ngon này, hoặc đơn giản chỉ là nấu với mì gói là ngon rồi. Người chơi rau có một món canh ngon, lạ và hội đủ tinh túy của núi rừng khiến ai đã từng một lần thưởng thức đều phải nhớ mãi. Đó là canh ống thụt lá bếp. Hiện nay lá bếp được bày bán tại Bình Phước, Di Linh, Lâm Đồng và đang trở thành đặc sản rau rừng trong các nhà hàng, quán ăn ở Tây Nguyên, với thực đơn phổ biến nhất là canh qua lá bếp xào thịt bò. Không chỉ là món ăn độc đáo mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người Tây Nguyên, lá bếp còn là vị thuốc có tác dụng bổ dưỡng cơ thể rất tốt. Lá bếp giàu đạm, axit amin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe.